sư thích Cao ni phật nam mô di đà phật hôm nay là ngày 16 sáu tháng hai hai nghìn hai mươi hai chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một thờ vạn sanh cực lạc quốc học đến tập chín mươi tám có một công đoạn chư tổ sư dạy học phật chân chính nếu chúng ta đã chân chính học phật thì càng học càng đạt đến chỗ đơn giản và thần thục càng học nhất định càng khiêm tốn và luôn biết hổ thẹn đơn giản và thần thục đến mức trong sinh hoạt chỉ là một câu thánh hiệu nam mô a di đà phật hoặc a di đà phật càng ngập trong tâm vậy ừ. càng học thì càng đơn giản câu này cái gì coi lịch sử của chư tổ sư này, đúng không phải là càng học các ngày càng đơn giản không? đơn giản đến mức mà chúng ta chỉ còn có một câu a di đào phật trong sinh hoạt hàng ngày áp dụng trong cuộc sống chỉ có một câu phật hiệu một sáng những đứa gặp mấy vị này khi những đứa ngồi nói chuyện họ nói rằng từ khi mà họ được nghe với môn tịnh Đồ họ niệm phật thì cũng nghe mình giảng là đem câu phật hiệu áp dụng trong cuộc sống Thì chính bản thân của họ đã hưởng được sự lợi ích cực kỳ lớn Khi đem có vật hiệu áp dụng trong cuộc sống Chính họ nói xác thực vô cùng là Lúc trước cuộc sống của họ đó Chỉ cần mà da chạm, đụng chạm gì bất cứ với ai là Ẩm ầm 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 lên Đùng 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 lên Vậy mà từ khi họ đem có vật hiệu áp dụng trong cuộc sống Thì việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ biến mất luôn Và tâm trạng thường thấy bình an và vui vẻ Quý vị coi rõ ràng là Cái người học Phật của chúng ta càng đơn giản Thì cuộc sống càng bình yên và vui vẻ Phải quý vị Cả cuộc đời con người chúng ta khổ toàn là do ngay cái chỗ là Việc nhỏ thành cái việc lớn cái gì cũng muốn phô trương từ thân thế muốn phô trương có khi nghèo mà muốn ra dễ mình giàu có khi ít học mà muốn ra dễ mình là người có học có khi xấu xí mà muốn ra dễ mình là người đẹp đẽ có khi không ai biết đến mà muốn cho người ta biết đến mình người xưa có một câu nói rằng đừng sợ người ta không biết đến mình chỉ sợ mình đầy đủ đức hạnh để người ta biết đến mình hay không Nên công đoạn này nói rằng người học Phật chân chính Là càng học càng đơn giản Đơn giản chỉ còn có một câu Phật hiệu Áp dụng trong cuộc sống Nếu như người chân thật biết đem câu Phật hiệu này áp dụng trong cuộc sống Thì cuộc đời sống của họ tuyệt vời lắm Tuyệt vời lắm quý vị Bây giờ điển hình những đức đem câu Phật hiệu áp dụng trong cuộc sống nè Bao nhiêu người biết những đức quý vị nghe rõ ràng đơn giản bình dị có những người đi đến chùa mình họ gặp những đức họ nói rằng con đi đến đây con nhìn thầy và tất cả các chú các thầy trong chùa các người cộng tu vô chùa có khi con nghĩ trong chùa này người thầy hướng dẫn phật pháp có khi hướng đến chỗ rất là có địa vị nhưng có khi thì thấy thầy Vô cùng bình dị và gần gũi với tất cả mọi người Giống như một người cộng tu Đi vô chùa cộng tu Từ đồ đạt bặn Thì cũng giống hệt như mọi người Những đức nói rằng Mình phô trương chi cho nó khổ Con người chúng ta thường phô trương Thăng thế Thì khi lỡ có việc gì Tổn đến cái việc mà Danh tiếc Thì mình bị nặng nề vô cùng Thường cứ bận tâm lo âu Ăn cũng lo Ngồi cũng lo Đứng cũng lo Đi cũng lo Nói cũng lo Ngủ cũng lo Cái gì cũng lo Cứ là sợ tổn cái danh cái tiếng của mình Mà cái gì cũng lo Để trở thành con người bất an Nhưng Đức thì không có như vậy Nhưng Đức mỗi ngày chỉ cần lo niệm vai như Đà Phật Cầu sanh cực lạc thôi Còn tất cả những việc khác không quan niệm đến Những việc gì tốt Những việc gì lợi ích cho chúng sanh thì chẳng thật là Chứ không có bận tâm nhiều thứ Lo âu nữa Không cần thiết Đủ duyên gặp ai thì chăng thật nói chuyện Dù là ngay băng ghế hay ngay gốc cây gì, Hay đứng chỗ nào đủ duyên Thì nói chuyện vài câu Có những người họ gặp những đứa con nói rằng Ngày nào cũng con cũng nghe thầy giảng Bây giờ con gặp thầy trực tiếp bên ngoài Thấy thầy càng đơn giản Những đứa nói con người càng đơn giản Thì càng vui cô à Chú à nhưng mấy người đó nói rõ ràng họ nói là Họ áp dụng câu vật hiệu vào cuộc sống như mình chia sẻ Thì họ thấy cuộc đời của họ rất sống tốt đẹp Sống rất là tốt đẹp Chính những đức cũng thấy rõ ràng Những đức đem câu vật hiệu áp dụng cho cuộc sống Cuộc đời những đức sống rất là đặc biệt tốt đẹp thì tất cả chương trình mình tổ chức đều là đem câu vật hiệu để áp dụng trong chương trình Thì vô cùng là tự tại Rất là tự tại vậy Tự tại hòa nhã Sống vui vẻ và tốt đẹp Như vậy thì tất cả chúng ta Phải biết rằng pháp môn tinh độ này Là pháp môn phổ thông Phổ thông vào cuộc sống này Tất cả mỗi một căn tính con người Đều có thể tiếp nhận và Áp dụng cho cuộc sống Cuộc sống như thế nào Áp dụng cho cuộc sống như vậy Người xuất gia thì áp dụng vào người xuất gia Cư sĩ thì áp dụng cho cư sĩ Người làm việc chân tay cực khổ Thì áp dụng vào cái việc chân tay cực khổ Người buôn bán thì áp dụng vào việc buôn bán Kinh doanh thì áp dụng vào việc kinh doanh Làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm con, làm cháu Thì áp dụng vào khỏi cương vị hết luôn Bất cứ một cương vị nào trong cuộc đời Chỉ cần đem con vật hiệu áp dụng vào Và mỗi ngày người này đi đứng nằm ngồi Ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật Ai với Đạo Phật, cứ niệm Phật Thì cuộc sống người này tuyệt vời vô cùng Cuộc sống lành mạnh, vui vẻ Mỗi một câu vật hiệu niệm lên Nó có một cái trực giác cao độ Để kiểm được những cái điều mình sai quấy Hoặc những điều gì mình làm Tính tình ích kỷ nhỏ mọn Chỉ biết mình không biết người Câu vật hiệu này cứ chân thật áp dụng niệm vào mỗi vị trí Niệm viết từ 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 Tất cả những cái tâm ích kỷ nhỏ mọn Chỉ biết mình không biết ai nó từ từ tự biến mất Nên Ấn Tổ nghe nói rằng Chỉ cần chân thật niệm một câu vật hiệu này Thì tính phàm phu gì từ từ cũng biết mắt và tâm Hiển lộ làm Phật Tự nhiên sẽ hiển lộ Cái chân thật đem câu vật hiệu này Áp dụng cho cuộc sống đi quý vị Thấy cái lợi ích cực kỳ lớn Nên công đoạn này chưa tổ sư dạy rõ ràng nha Học Phật chân chính Nếu chúng ta đã chân chính học Phật Thì càng học càng đơn giản đến chỗ Đơn giản và thuần thục càng học nhất định càng khiêm tốn và luôn biết hổ thẹn đơn giản và thần thục đến mức chỉ trong sinh hoạt là một câu thánh hiệu nam mô di đà phật hoặc ai di đà phật áp dụng vào cuộc sống chúng ta tổ sư nói rằng người như vậy là chân chính học phật quý vị chân chính học phật như vậy thì dạy dù là một con người đi sinh què hoặc tặng nguyền bệnh hoạn chán nản trong cuộc đời bất cứ hạng người nào thấp nhất trong cuộc đời này đều tiếp nhận được câu ai với đà phật này áp dụng vô một con người hư hỏng cỡ nào làm bao nhiêu điều hổ thẹn cỡ nào chỉ cần người này nghe được tịnh độ Chăng thật tiếp nhận niệm phật thì tức khắc đánh mất đi cái tâm hổ thẹn liền vì con người đến thế gian này ai mà không sai dù chúng ta học phật đi chăng nữa cũng như đừng nên đặt cái vấn đề cao quá gì cái lối sống của mình hoặc là đặt vấn đề cao quá vì cái việc chúng ta đối nhân xử thế mà mình làm chưa được tròn vẹn với mọi người đừng có đặt vấn đề nặng nề đó để làm mình đi khó xử chúng ta chỉ cần sống làm sao hết lòng hết dạ với khả năng mình làm được và đem có vật hiệu áp dụng trong cuộc sống thường ngày vậy thôi người ta vừa lòng mình cũng được người ta không vừa lòng mình cũng được có những người bao nhiêu người vừa lòng nhưng cũng có bao nhiêu người không vừa lòng có những người bao nhiêu người không vừa lòng nhưng cũng có người vừa lòng họ chúng ta nhìn nhận trong cái cuộc đời này đi quý vị có những người làm điều sai quấy vô cùng nhưng cũng có những người cảm thông cho họ có những người làm bao nhiêu việc tốt đẹp vô cùng nhưng có những người vẫn không bao giờ cảm thông cho họ cái nhân cách cuộc sống con người chúng ta cũng như bàn tay có ngón dài ngón ngắn vậy thế không có cái gì gọi là viên mãn hoàn toàn được ở cái cõi đời này hết chứ nó chỉ có một câu phật hiệu là viên mãn nhất danh hiệu nam mô a di đà phật hoặc a di đà phật là viên mãn nhất tròn vẹn nhất tồn tại vĩnh cửu nhất cứu độ chúng sanh thù thắng nhất chỉ có một câu phật hiệu thôi còn mỗi một con người chúng ta không ai tròn vẹn và được tốt đẹp hoàn toàn hết Tốt cỡ nào cũng có cái sai mà sai cỡ nào cũng có cái tốt Chỉ cần biết niệm Phật là tốt nhất Dù một con người này đại thiện ở cõi đời này đi chăng nữa mà không biết niệm Phật Thì bạn vẫn là tương lai trở thành đại ác Tại vì đời này bạn đại thiện không niệm Phật thì đời sau của bạn phước khỏi chờ và coi người tiếp tục đại thiện nhưng mà nếu đời thứ hai bạn không tu thì đời thứ ba của bạn đi đọa lạc ăn tổ nó cũng đi đọa lạc dù đời này bạn là bậc đại ác nhưng mà bạn lại nghe được tịnh độ và tiếp nhận niệm phật dù đời này là đại ác nhưng nghe tịnh độ chịu tin và tin rằng tôi đại ác nhưng bây giờ tôi niệm phật tôi muốn sanh cực lạc được không tức phật a di đà nói được con chân thật niệm phật muốn gì ta rước con gọi là lãng tử quay đầu quý hơn vàng khi chân thật chịu niệm phật quay đầu niệm phật muốn về cực lạc thọ mãn đến phật a di đà rước về cực lạc thì trở thành bậc thượng thiện ở thế giới cực lạc ở đây có đại thiện cũng là thế gian pháp chỉ có thế giới cực lạc thượng thiện là bậc thánh nhập vào cảnh giới của Phật. Nhập vào cảnh giới của Đức Phật A Di Đà thì là Bồ Tát bất thối chuyện. Không bao giờ còn thối chuyện đọa lạc nữa. Mà sanh đến một quốc độ nào cũng là do phát nguyện mà sanh đến. Sanh về thế giới cực lạc rồi nếu có cái nguyện đi đến quốc độ khác để độ sanh thì họ có khả năng làm Phật ở các quốc độ khác để đem đạo pháp để hoàn truyền. Cái năng lực của người thế giới cực lạc cực kỳ cao như vậy đó quý vị. Từ giảng kinh thiết pháp trí tuệ thần thông đạo lực. Họ vô cùng viên mãn. Chỉ là những chúng sanh ở cõi ta bà này niệm danh hiệu ai Di Đà Phật, vì mà sanh về thế giới cực lạc thì năng lực không khác gì Phật A Di Đà tuổi thọ không khác gì Phật A Di Đà. Cái này là chỗ cực kỳ khó tin. Nếu so sánh tu về các pháp khác thì chúng ta làm cái chuyện của chúng ta phải nó nhỏ như hạt mè. Mà thành tựu như biển cả mênh mông. Còn tu các pháp khác thì lớn lao như biển cả mênh mông mà sự thành tựu như hạt mè. Nên người tu các pháp khác Họ không tin với một tịnh độ Vì chính họ quá cực khổ gian nan để tu Mà sự thành tựu quá nhỏ Cái người niệm Phật quá đơn giản Le tè niệm Phật Như vậy mà thành tựu lớn lao như vậy thì phải nhớ rằng Giống như một con người mới sanh ra đời Gia đạo dòng họ của người ta đã có của cải đầy đủ vô cùng Giống như bây giờ ông làm quan có lớn cỡ nào Thì con vua vừa sanh ra Đã là giai trò thái tử Dù làm quan trong chiều có lớn cỡ nào Cả thừa tướng Thì gặp thái tử cũng phải Quỳ đánh lễ Tổ sư nói rằng người niệm Phật Thì giống như là thái tử vậy đó người tu có khó khát có giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là những quan cận thần kế vua thôi làm sao địa vị hơn thái tử được nên người mới phát tâm niệm phật thôi mà đã là bậc tôn quý trong loài người chỉ cần niệm danh hiệu ai với đà phật là bậc tôn quý trong loài người chính những đức thấy rõ ràng này. Có những cô, những chú nè, như những đức nè, ngoài đời nè Là một con người không ra gì Như vậy mà vừa niệm Phật, ở trong đạo tràng niệm Phật thôi là thấy được người ta tôn trọng liền Nên Đại sư U Đàm có một câu nói rằng Người niệm Phật là người Có địa vị cao nhất trong loài người Người niệm Phật là có địa vị cao quý Là hoa sen trắng trong loài người Là bậc tôn quý trong loài người và người niệm Phật có thể đi làm Phật Niệm Phật là nhân thành Phật là quả Chân thật niệm có Phật hiệu này Sự lợi ích cực kỳ lớn Nên mỗi ngày cứ chân thật tán thác như vậy Để cho tất cả những người ở khắp nơi nơi Nghe hoài để mà gây dựng tính nguyện niệm Phật Kiên cố tâm niệm Phật Nên chúng ta có cơ hội tạo ra một cái pháp hội Để mà cùng phát nguyện cầu sanh cực lạc Hy hữu trong cuộc đời này Khó gặp Những đức đã hiểu rằng cái cõi đời này thật sự quý vị vô thường lắm. Hỏi một con người chúng ta có nhìn nhận cái cõi đời này phải là nhắc mình gì vô thường quý vị? Mình là người nghe đạo phải rõ ràng là vô thường cuộc đời này không? Quá vô thường. Khi sống nay chết mai vào sang phú quý mới thấy đó, rồi cuối cùng gia đình tan nát, vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, tự nhiên rồi đổ vỡ tan nát cả gia đình, có người đang sống sờ sờ như vậy Tự nhiên rồi nghe tin chết queo well. Bao nhiêu sự việc trong cuộc đời này quý vị có khi quý vị, vị kinh ngạc vô cùng Vì một đời con người nó lạ, nó bất chợt vô cùng vậy đó Nên mới nói là vô thường Cái câu vô thường có thể áp dụng trong tất cả những con người đang sống trong cái quả địa cầu này Vô thường Từ của cải danh tiếng vô thường Từ tuổi thọ vô thường Từ tình cảm vô thường tất cả việc trong cuộc đời này đều vô thường chúng ta đừng bao giờ ngạc nhiên gì cả nó là vô thường mà kinh ngạc gì có khi chúng ta nghe một cái nguồn tin gì có khi chúng ta giật thịt té xỉu sao lạ như vậy bất chợt như vậy gia đình con người đang sống tốt đẹp như vậy tự nhiên đùng cái chết hai ba người tự nhiên gia đình con người đang sống tốt đẹp như vậy tự nhiên ngủ một đêm sáng mai Nhà bị cháy sạch người ta chết hết ở trong nhà đó Đã nói là vô thường mà quý vị Nên sống trong cuộc đời này đừng có hạn lặng hạn lựa cái chuyện tu đạo Đừng có hạn lặng hạn lựa cái chuyện có cơ hội tu Làm phước đức Đừng có đừng có hạn lặng hạn lựa Hôm nay chúng ta còn ngồi đây Không biết ngày mai chúng ta còn ngồi đây hay không Những cái gì tu nhân tính đức được Thì nên chăng thật mà làm Nên ngày nào chúng ta cũng chia sẻ Phật Pháp Tất cả những con người nghe đều nhắc nhở mình về cái vô thường Nên ăn tổ hay nói người niệm Phật tu hành Cầu giải thoát Luôn luôn để cái chữ chết dán trên trán Ý nói Luôn luôn nhắc nhở mình về cái vô thường bất chợt đến với mình Tổ sư nói rằng Ý nghĩa của chữ chết Chúng ta mỗi đêm đều trải qua một lần Mỗi buổi trưa đều trải qua một lần Ngủ một giấc thức dậy Giống như trải qua một lần chết có khi chúng ta đang nằm ngủ như vậy Chuyện gì đến chúng ta chúng ta cũng không ngờ Có bao nhiêu người trong cái cuộc đời này Đang ngủ như vậy tự nhiên bị người ta ám sát chết queo well. Có khi đang ngủ như vậy Tự nhiên đắt sụp đè chết queo well. Có khi đang ngủ như vậy nhà cháy chết queo well. Có khi đang ngủ như vậy nước trôi Chết queo well. Có khi đang ngủ như vậy bơm miền nổ chết queo well. Bao nhiêu sự việc trong cái cuộc đời này Bất vợ có khi đang ở trên lầu cao Vô cùng tự nhiên không biết nó đứt nó 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 sụp hồ nào nó tự nhiên đến cái giờ nó tự nhiên sụp xuống một phát. Quý vị coi có những cái hình ảnh mà những đứt á lấy ra từ trên mạng mà có những quốc gia mà đất nó sụp mà nhà cao tầng, nhà cao, nhà đẹp, nhà lớn. Tự nhiên phố thị đồ trang hoàng tự nhiên rung 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 và nó sập sập sập. Con người trong đó chạy ra không kịp sụp 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 xuống đè con người. Con người đang đi ngoài đường phố gì thì Phố thị hai bên cao vô cùng áp xuống, Có người chạy không kịp và bị đè chết Phải vô thường không? nên nắng tổ này dùng cái câu Hôm nay thấy người chết lòng ta thấy ngậm ngùi Đời người ai cũng chết ngày mai đến ta thôi Phải rõ ràng như vị Đời người ai cũng chết ngày mai đến ta thôi Nên cái vô thường trong cái cuộc đời này là cái sự nhắc nhở mỗi một người chúng ta Nên cầu sanh cực lạc chỉ có thế giới cực lạc là vĩnh cũ mãi mãi thôi quý vị Nên chư tổ nói rằng tạo cái cầm theo được không tạo Còn tạo cái cầm không cầm theo được thì Cả đời con người cứ để già đi trong bận rộn Bận rộn kiếm tiền Bận rộn tạo danh tiếng Bận rộn nhà cửa Bận rộn sự nghiệp của cả thế gian Cả đời con người để già đi trong cái bận rộn này Mấy ai buông xuống trước khi lìa đời có người cứ để già đi trong bận rộn Cứ lo âu tất cả việc thế gian Nhưng mà cái việc cầu sanh cực lạc Cái việc giải thoát Thì rất nhiều con người lại không bận tâm đến Rất nhiều con người lại không bận tâm đến quý vị Nên chúng ta là những người nghe được đạo Có được cơ hội tu hành chân thật mà phát tâm được về dự chương trình lại bồ tát quán thế âm được tu chung với đại chúng với tất cả mọi người Đều là hòa nhập cái tâm cùng với đại chúng Đức chúng như biển cả mênh mông Suốt mấy ngày tu đạo Có cơ hội Dù đồng tiền Có tạo ra nhiều bao nhiêu Cũng không bằng được cái việc chúng ta niệm một câu Phật hiệu nữa Chư Tổ Sư nói Như thế nào là cứu giúp người chân chính Thấy người ta nghèo khổ Giúp đỡ người ta cơm ăn áo bằng Niệm một câu Phật hiệu cho người ta nghe Cho người ta cơm ăn áo bằng đó là tài thí Vậy người ta một câu Phật hiệu này là pháp thí Khuyên người ta niệm một câu Phật hiệu Người ta không niệm niệm cho người ta nghe một câu Phật hiệu Là gieo cái duyên đắc độ về sau Khuyên người ta niệm một câu ai với Đạo Phật này Gọi là cứu giúp người nghèo chân chính Quý vị cho người ta cơm ăn áo bằng đầy đủ Mà không dạy cho người ta tu rồi không lẽ chúng ta cho người ta hoài được Rồi khi thỏa mãn con người người ta đến Người ta tiếp tục đi đỏ lạc chầm lưng Nên vậy người ta niệm một câu ai với Đạo Phật Có thể đời này người ta được giải thoát Nghèo khổ cỡ nào Chỉ cần có cơm ăn áo bằng chịu niệm Phật Thì khi được Phật ấy đạt tiếp dẫn về cực lạc Thì trở thành nhất sanh bổ sứ Nhất Phật thừa Bồ Tát nhất sanh bổ sứ Cái địa vị của họ là Bồ Tát nhất sanh bổ sứ Tuổi thọ vô lượng năng lực thần thông trí tuệ vô lượng Đi độ xanh vô lượng chỉ có một câu vật hiệu gọi là cứu giúp chúng sanh khổ đau chân chính nên người giàu cũng cần niệm phật mà người nghèo cũng cần niệm phật vì sao vì ai cũng là sẽ chết đi một lần nên chúng ta là người chân thật niệm phật đây là cái việc làm lợi ích lớn cực kỳ phải nhớ khi chúng ta nghe được phật pháp như vậy thì mỗi một con người chúng ta nên chân thật để mà phát tâm niệm phật để cầu sanh về thế giới cực lạc nguyện tam bảo gia hộ cho hàng phật tử khắp nơi nơi dù bận biểu nhiều việc gì đi chăng nữa nhưng đừng bao giờ bỏ thời gian mà không niệm phật nên cố gắng dụng công tu hai thờ đi đứng nằm ngồi cố gắng niệm phật để khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc quý vị. Chúc quý vị luôn luôn an lạc A Di Đà Phật. nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để tự và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ